Thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, trên địa bàn xã Tân Hòa Đông nói riêng, huyện Tân Phước nói chung, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích trồng khóm và cõi sang trồng cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như mô hình trồng bưởi của gia đình ông Lê Văn Đực, ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa Đông. Chưa đầy một tháng nữa, vườn bưởi này sẽ bắt đầu cho thu hoạch đợt 3. Trước đây, mảnh vườn này là những liếp khóm. Do nhiều năm canh tác, đất bị già cỗi, năng suất khóm giảm, nên năm 2019, gia đình ông Lê Văn Đực quyết định chuyển 1 hectare trên tổng số 2 hectare đất khóm sang trồng bưởi. Ban đầu, ông được trồng thử nghiệm 250 cây giống bưởi da xanh, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, cây phát triển tốt. Hai tháng sau, ông tiếp tục trồng thêm 400 cây giống bưởi lông. Sau gần 3 năm chăm sóc, đợt bưởi đầu tiên đã mang về trái ngọt, năng suất và chất lượng trái khá cao. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá bưởi giảm chỉ khoảng từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký. Thế nhưng với mức đó cũng đã mang về nguồn thu nhập cho gia đình ông trên 20 triệu đồng. Mặc dù chỉ mới bén duyên với việc làm vườn, nhưng ông Đực cũng đã rất am hiểu về đặc tính sinh trưởng của loại cây có múi này. Ở đây thì cái vùng đất mình đất mới thiệt, nhưng mà cái thổ nhưỡng ở đây thì mình trồng thì chú thấy đó, thì nó cũng rất đạt. Nhưng mà nó cái hơi cái nó đất mình đây bị xốp quá, nó không bằng đất ngoài kia, là nó bị thiếu nước, mình tưới nước phải thường. Nó rồi cái chăm sóc thì nó cũng nói chung là cũng khỏe hơn khóm mình càng vô đó, nó hơi cực. Thì qua quá trình ở địa phương theo dõi thì chú trồng rất hiệu quả, rất là đạt. Thì so với hiệu quả cái kia khóm á, thì ban đầu thì cũng gặp nhiều khó khăn. Thì tại vì cây bưởi thì trong quá trình trong khoảng 3 năm đầu thì chúng ta là chưa có thu hoạch, thì thời gian đó thì bà con gặp cũng nhiều khó khăn, nhưng mà trong khi mà qua hơn 3 năm tuổi thì cây bưởi nó thu hoạch cho trái, thì họ nông dân như họ chú nó được thì hàng năm thì kinh tế gia đình đều ổn định. Tuy đây chỉ là mô hình trồng thử nghiệm, thế nhưng hiệu quả bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập ngoài mong đợi của gia đình. Theo ước tính của ông Đực, kể từ lần thu hoạch đợt 3 này, năng suất và chất lượng trái sẽ tăng nhiều so với các lần thu hoạch trước do cây đã trưởng thành và phát triển tốt. Hứa hẹn nguồn thu nhập của gia đình sẽ ổn định hơn trong những năm tới.